Xin chào các anh chị đang xem kênh Fastca, trung tâm mua bán xe ô tô đã qua sử dụng và mình là Quế Anh. Thì chị hôm nay sẽ giới thiệu cho các anh chị một chiếc xe 7 chỗ của Toyota ha, Innova Air 2017. Xe này số sàn nha, đi được 72.000 km, đang được bán với giá là 509 triệu. Rồi bây giờ sẽ mời các anh chị đi một vòng xung quanh xe, mình xem thử form xe và chất xe như thế nào nha. Sau đó sẽ đi vào chi tiết cho các anh chị kiểm tra chung với anh luôn, xe với vừa về hồi chiều này các anh chị. Giờ là chiều muộn rồi các anh chị, 5 giờ mấy rồi, hôm nay về xe nhiều quá nhiều, không có thời gian quay cho các anh chị, cho nên là tranh thủ ở lại hơn 5 giờ quay chiếc xe lên cho các anh chị mà theo dõi kênh Fastca sẽ có thông tin đầu tiên luôn á. Chiếc xe này nước sơn màu bạc các anh chị, còn khá là liền lạc ha. Xe này thì anh chủ lên cho mình 4 cái lốp của năm 2020 đó rồi các anh chị. Rồi xe này biển Sài Gòn luôn nha, 29332, biển số 9 nút luôn á các anh chị. Rồi mình đi gần chút xíu mình coi phần nước sơn ha. Xe này biển Sài Gòn thì tiết kiệm cho các anh chị mình ở Sài Gòn được 20 triệu tiền biển số nữa. Rồi nước sơn có trầy ngay chỗ này nha, có xước ngay chỗ này ha. Sẽ cố gắng đi chi tiết nhất những cái điểm mà trầy xước để cho các anh chị ở xa có thể xem qua video chi tiết biết chất xe như thế nào luôn ha. Cái này thì cấn vô nè chị, các anh chị chắc là bị một cái cây nào đó nó xẹt ngang vậy nè. Rồi cái này thì bên của anh hỗ trợ làm lại cho các anh chị được, hoặc là bớt cho các anh chị chút xíu mình về mình tự làm ha. Đây, nó tróc tróc mấy cái điểm như thế này nha. Đó. Rồi đây, vỏ còn rất là sâu các anh chị, vỏ này anh chủ mới lên đét vỏ 2020 ha. Đây tuần thứ 30 của năm 2020, vỏ của Yokohama các anh chị, mâm thì không có trầy xước gì hết nha, mâm thì siêu đẹp luôn. Rồi đăng kiểm đường bộ thì còn đến tháng 7 của năm 2022 lận các anh chị. Anh chủ thì có trang bị cái vè che mưa cho mình rồi ha, dán phim cách nhiệt luôn cho các anh chị kiểm tra keo chỉ cánh cửa này. Trời hơi tối rồi các anh chị, cố gắng quay sáng nhất có thể cho các anh chị xem được ha. Xe bên của anh thì luôn cam kết với các anh chị là không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số, bao tết hãng, nên là các anh chị mình cứ yên tâm ha. Ngoài ra thì sau khi bán xe thì vẫn hỗ trợ cho các anh chị làm bảo hành cho các anh chị 3 tháng hoặc là 5.000 km động cơ và hộp số nha. Đấy, ốc chân cửa phía trước ha. Có phần nào mà không rõ các anh chị cứ liên hệ cho anh nha, anh hỗ trợ chụp hình hoặc là quay video rõ cái phần đó hơn cho các anh chị mình xem ha, bởi vì giờ trời nó cũng hơi chiều rồi các anh chị. Rồi mình ra phía sau nha, phía sau này thì anh thấy là đã được trang bị cho mình cảm biến lùi rồi ha. Tuy nhiên là chưa có camera lùi nha các anh chị nha. Đấy, mình nhìn phía sau này nha. Lớp sơ cua rồi các anh chị, còn rất là sâu luôn á. Mới tinh nè. Gầm bệ, gầm thì sáng sủa ha. Xe này thì đời cao ha, anh hỗ trợ vay ngân hàng được cho mình nha, tầm 70% tùy theo định giá của ngân hàng đó các anh chị. Mình nhìn vào phần ốc cốp nha, keo chỉ cốp. Ốc cốp nguyên zin, keo chỉ nguyên zin các anh chị. Bên Fastca thì luôn luôn nói không với xe lỗi rồi. Các anh chị nào mà theo dõi kênh của Fastca thì sẽ biết là bên của anh về xe liên tục và bán cũng rất là nhanh luôn các anh chị. Cho nên có thể là bây giờ mình chưa tìm được một chiếc xe ưng ý, nhưng mà cứ để lại nhu cầu hoặc là kết bạn Zalo với anh ha, để khi mà có xe về của anh ưu tiên gửi cho mình nha. Rồi cái phần sàn thì anh chủ lót simili ra tận ngoài cốp luôn, nên là rất là sạch sẽ ha. Đấy, để kiểm tra cho các anh chị đồ nghề nha. Đây, con đội tay quay các anh chị còn đầy đủ ha, có trong này nha. Rồi trần thì bọc ni lông luôn các anh chị, tất cả các hàng ghế thì đều có hộc gió làm mát ha. Ghế da này là anh chủ lên nè các anh chị, ghế da màu nâu đẹp ha. Cái phần giấc da của băng ghế thứ ba thì cũng còn rất là mới nha. Rồi lên cho các anh chị kiểm tra nội thất hàng ghế thứ hai á. Rồi chất da thì của anh thấy còn rất là mới á các anh chị. Cái màu này thì lên nó sáng xe ha, sáng xe ha. Sàn là sàn simili rồi các anh chị, bọc trần ni lông cho mình ha. Rồi để lên đây kiểm tra cho các anh chị đồng hồ nha. Xe này thì đi được 72.241 km đó các anh chị. Ây da, đạp không tới. Rồi đấy, chân ngắn quá các anh chị, đạp không tới. Thì phần vô lăng nha, vô lăng có bị hao mòn ở chỗ cái logo này nè các anh chị. Cái này là sơn nó bị tróc lên thôi, còn vé bên đây thì không có bị gì hết trơn ha. Đây, còn mới nè, không có bị gì hết. Anh chủ còn trang bị thêm cho mình cái bao da tay lái để bảo vệ cái vô lăng nữa ha. Vô lăng ở trong, cho nên là ở trong thì nó sẽ không có bị hao mòn gì hết ha. Trên này thì có trang bị cho mình cái camera hành trình ha. Rồi cái anh chủ trang bị thêm cái thảm táp lô nữa, cho nên là táp lô cũng còn rất là mới luôn, sạch sẽ ha. Rồi cái này thì chưa có trang bị màn hình các anh chị.
có đầu CD nguyên zin ha. Các anh chị nào thích trang bị màn hình thì mình về mình trang bị thêm ha, tầm mấy triệu nữa. Rồi gian lạnh bên này ha, còn số là các anh chị cũng còn rất là mới nha. Rồi cho các anh chị kiểm tra động cơ ha. Động cơ quan trọng nhất vẫn là động cơ máy móc các anh chị, cho dù chiếc xe nó có đẹp như thế nào ha. Rồi cho các anh chị kiểm tra ốc của nắp capo và keo chỉ capo nha. Đấy, keo chỉ nguyên zin nha. Đây, ốc nguyên zin chưa có dấu hiệu tháo mở. Mình nhìn vào phần ốc chân đèn ha, phần xương luôn nè các anh chị. Rồi cho các anh chị kiểm tra ốc máy luôn, cho các anh chị nghe tiếng máy luôn ha. Tiếng máy cực kỳ êm ái luôn á các anh chị, không nghe luôn á. Rồi. Rồi thì sau khi bán xe ra khách hàng thì vẫn có hỗ trợ cho mình là bảo hành 3 tháng hoặc 5.000 cây động cơ hộp số nha. Rồi đây là chiếc Innova bản E số sàn đời 2017, đi được 72.000 km và đang được bán với giá là 509 triệu nha. Innova thì hiện tại bên của anh cũng còn hai xe nữa, một xe đời 2006 các anh chị, xe đó thì đang được bán với giá là 238 triệu ha. Còn một chiếc nữa là đời 2008 mới về hồi chiều này luôn, nhưng mà tối qua quay không kịp rồi. Chiếc đó thì đang được bán với giá là 278 triệu nha. Các anh chị nào mà quan tâm hai chiếc xe kia thì liên hệ cho anh ha, anh gửi video chi tiết cho mình tham khảo nha. Rồi xe này thì đời cao, anh vẫn hỗ trợ vay ngân hàng được cho các anh chị nha, tầm 70% tùy theo định giá của ngân hàng. Các anh chị nào mà mình không đến xem xe được có thể xem qua video chi tiết này rồi chuyển khoản đặt cọc cho anh ha. Mình sẽ vận chuyển xe này đến tận nhà cho các anh chị kiểm tra, lúc đó ok thì mình mới thanh toán hết phần tiền còn lại, cũng như là hỗ trợ các anh chị ký hợp đồng mua bán, hợp đồng ủy quyền tại gần nhà nơi các anh chị sinh sống luôn nha, mình không phải đi đâu luôn nha các anh chị nha. Rồi các anh chị đang có một chiếc xe không sử dụng thì liên hệ qua anh nha, bên Fastka đang cần thu mua rất là nhiều dòng xe, tất cả các đời, tất cả các hãng luôn nha. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã giờ theo dõi hết video này nha. Đừng quên để lại một like và một lượt đăng ký kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.